Thưa tất cả bà con, hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Đã vào chúc tất cả bà con, chúc tất cả mọi người một ngày mới luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, một việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi và may mắn nha. Thưa bà con và mọi người, hôm nay ngày Chủ nhật, Đã vào sẽ quay trở lại quay giải cả cà phê, giả tiêu tại các địa phương cả tỉnh ngày hôm nay ngày Chủ nhật. Xin việc đây là sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bằng giả tiêu số các tỉnh ngày hôm nay ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thưa tất cả bà con, sau đây là bằng giả cà phê, bằng giả tiêu số sáng hôm nay ngày Chủ nhật. Tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.